Nếu bạn đang kinh doanh, chúng tôi có thể giúp bạn. Xin chào các bạn, tôi là Dũng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Liên Minh. Hiện nay tôi đang kinh doanh lĩnh vực bất động sản. Đối tượng khách hàng của tôi là các đại lý thương mại trên toàn quốc. Trước đây theo kiểu kinh doanh truyền thống là bên tôi có nhân sự, nhân viên kinh doanh đến gặp khách hàng, gửi mẫu mã, catalog, giá bán và chương trình cho khách hàng. Từ khi tôi sử dụng app GoSell thì app này sẽ thay thế catalog, thay thế báo giá, thông số sản phẩm có và giúp tôi upsell. Và từ khi có app GoSell thì doanh số của công ty tôi tăng đáng kể. Rồi, cảm ơn GoSell.